Xin chào toàn thể mọi người. Hôm nay là 12 tháng Giêng âm lịch. Mình lại đưa mọi người đi một lễ hội nho nhỏ tại quê hương mình. Đó là lễ hội Đình Tà Hón mọi người ạ. Lễ hội Đình Tà Hón được tổ chức vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Giờ xin mời mọi người theo chân mình đi chảy hội mọi người nhá. Ơi, xin chào các người đẹp. Đi hội về rồi à? À, chúc các người đẹp đi chảy hội vui vẻ nhá. Rồi. Giờ ta tiến sâu vào bên trong một tí mọi người nhá. Hôm nay mình thấy rất nhiều thịt quay này. Thịt quay hôm nay bao tiền một cân đấy chị ơi? Ba chỉ ngon. Bao nhiêu tiền? 250. Những ngày lễ hội ở Lạng Sơn thì không thể thiếu được món lợn quay. Rất là nhiều. Này, bì này ngon này. Cóc, cóc, cóc. Đấy. Đây là toàn Na Dương vào thôi nhờ. Na Dương thôi. Ở Đình Lập hình như không có con nào hay sao ấy. Hội ở đây thì cũng chỉ là người đi chảy hội là toàn người ở các xã lân cận này thôi mọi người, chứ không có ở các tỉnh ngoài đến. Đúng rồi. Lên lâu chưa? Rất là nhiều lợn quay. Hội bé bé và nhiều lợn quay mọi người. Ok. Nhìn thì con nào cũng ngon. Đây ở Na Dương hay Lộc Bình đây? Na Dương à? À. Hôm mùng 10 có vào không? Mùng 10 á? Bán hết không trong ngã tư ấy? À,
bán hết. Tối đến tối bán hết. Mấy con? Một thôi. Một con. À. Bán gặp khách nào để bán như thế. Vâng, thôi chúc hai chị em bán đặt hàng nhá. Đây mọi người có thể thấy rằng là đi mái còn chưa hết lợn quay. Đi mái chưa hết lợn quay, hội cho nhỏ mà lắm lợn quay thế. Vâng, đây xúc xích đây. Xúc xích nhà cháu ở đâu ấy nhỉ? Nguồn gốc ở đâu ấy nhỉ? Cháu gốc Định Lập. Định Lập à? Lấy chồng Na Dương à? Cháu Định Lập, lấy chồng Định Lập. À, lấy chồng Định Lập. Định Lập chỗ nào? Nhà đâu? Lâm Ca. Lâm Ca. Mái Lâm Ca mà lên đây bán? Vâng. Này á? Nói thế nào ấy chứ? Lâm Ca nhưng mà nói đúng địa chỉ đi, người ta còn tìm đến. Đấy, biết ngay mà. Nếu mà ở Định Lập thì ta biết. Hả? Nhìn thì biết. Và nhìn là biết ngay mà. À. Rồi, đặt hàng nhá. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Bắn đi. Thế là được con gì đấy? Được gấu bông à? À. Lại chơi tiếp nữa là quay bên đây người ta cười đấy, người to thế này chơi cho chơi người ta cười cho thấy. Đây thì quay của anh chị này đây, ai mua thì cứ liên hệ với anh chị này, anh chị đã bán ở ngã tư Đình Lập nhé mọi người. Vâng, hàng ngày để bán ở ngã tư Đình Lập, nếu mà ai có mua thì có ra ngã tư Đình Lập ấy. Vâng, chị đọc số điện thoại đi. 0942104538, ai mua thì quay thì cứ alo nhá. Đấy, vâng. Chị bán ngã tư. Đây rất là ngon. Quay của anh chị rất là ngon. Có thương hiệu từ xưa rồi mọi người. Đấy. Bồng á, bồng ấy ấy vừa vào đây lên đây. Bồng ấy nó phình lên đây. Vừa lên đây. Thôi anh chị bán đặt hàng nhá. Đi mua kem làm cái gì? Cảm ơn lốc của bác. Đi lốc. Quay chú công an đẹp trai lên để cái này bán khá nhiều rồi đấy nhờ. Được một con rồi. À một con rồi. Đấy. Quay thêm một con đây.
Lễ hội này diễn ra ngay trên quốc lộ 4B mọi người. Mình thấy là có cả cảnh sát trật tự này, cảnh sát giao thông đang phân luồng đường, không cho tắc đường. Bán được nhiều chưa anh? Không bán được đâu. À. Hội năm nay ít hàng rồi. Thế à. 14 là hội nào nhỉ anh nhỉ? Đinh Chùa. Đinh Chùa. Chuẩn chưa? 6 chuẩn. 14 là Đinh Chùa, 15 là Chú. Rồi, ok. Khả năng 14 là em đi Đinh Chùa. Hội Đinh Chùa có đông không? Bà Chú đông hơn. Bà Chú đông hơn à? Dạ, bà Chùa. Đinh Chùa năm nay nó tổ chức hội điểm rồi đấy. Bọn nó cũng... À. Mà. À thế à? Lẽ là thị trấn Đại Dương nhưng mà thị trấn Đại Dương nó lại cho huyện, nó lại sang sang Phú Thọ. À. Vâng, biết thế đã. Chúc anh bán đắt hàng nhá. Em đi quay tí đã. Đây là mình thấy là bán rất nhiều đồ lưu niệm cũng như vòng đeo tay này móc chìa khóa này, toàn bằng gỗ hết. Chị này bán gì đây hả chị? Bán thuốc không phải à? À, bán thuốc dân tộc, thuốc chữa bệnh về viêm họng, viêm Abidan. À, chị bây giờ kiêm cả món thuốc nam này nữa đúng không? À. Chè hoa vàng này nhà mình trồng à? Trồng mình trồng. À. Men. Men này men lá nguyên chất. Men lá nguyên chất. À, men này men chuẩn nha mọi người. Mùi men. Mùi men, men này men của người dân tộc Dao. Đấy. Chị này dân tộc Dao. Chị này người quen của mình nhé mọi người. Rất thơm. Cái này cái gì hả chị? Cái lá một chầu. Cái cân là cân tay và là cái màu xóa. À. Nhưng mà em chưa nghe thấy cái cây này qua. Cái này nó làm thuốc mà. À. Cái này nó làm thuốc để. À. Vâng, chúc chị bán đắt hàng. Hiện tại bây giờ là 10 giờ 14 phút. Đến bây giờ mình mới thấy có nhiều người đi hội hơn mọi người. Có vẻ đông hơn một chút so với sáng nay. Chào bạn trẻ nhá. Không đi hội không mua thịt quay uống rượu à? Để cháu lên xem. Hả?
Đình Lập TV. Rồi. Trên YouTube hay là trên TikTok? YouTube. Okay. Cái đoạn này có trong video không đấy? Có. Okay, chị nhất trí luôn nhá. Tối nay cho lên luôn. Okay, luôn. Follow nha, follow nha. Follow luôn. Okay, luôn. Ở trên này vừa diễn văn nghệ xong mọi người. Mình thấy ở đây là có rất nhiều các cháu học sinh này. Và tiếp theo chương trình giao lưu văn nghệ, xin mời quý vị các bạn quan tâm bản sẽ cùng theo dõi và thưởng thức của tiết mục hát then mùa hoa lê đến từ cổ vũ hát then sắc tùng này. Quay nhờ hai người đẹp. Thay mặt ban tổ chức xin cho tôi chúng tôi xin thông báo là sáng nay thì tại sân vận động của xã tổ chức các trò chơi dân gian. Mình thấy ở trên này là không khí là náo nhiệt hơn ở dưới kia. Trận chung kết bóng đá cũng tại sân vận động của xã. Xin chào quý người và con đến cùng là chào người đẹp nha. Ông lai chim múa mèo. Múa mèo á? Và xin mời bà con nhân dân có thể nén lại để tiếp tục tham gia và cổ vũ cho những chương trình giao lưu văn nghệ đến từ các nhóm múa, đến từ các bản làng của chúng ta ngày hôm nay trong lễ hội Đình Tà Hón. À, vẫn còn tiết mục hát then của các ca sĩ cây nhà lá vườn đây mọi người. Chuẩn bị hát then. À, xin mời bà con nhân dân có thể di chuyển lên hàng ghế mà các đại biểu chúng ta ngồi đã di chuyển. Thì các bà con nhân dân có thể di chuyển lên những hàng ghế để tiếp tục theo dõi chương trình. Em tham gia chương trình văn nghệ này em cảm nhận như thế nào ạ? Dạ, vâng, thưa anh và tất cả các khán giả, em cảm thấy là em rất là tự hào là một người con của xã Đình Lập và mỗi một năm đến mùa xuân được tổ chức cái lễ hội nhớ đến tiểu tướng và các binh sĩ đã hy sinh vì dân vì nước. Và em rất là tự hào, mong rằng những cái ngày như thế này bà con chúng ta tưởng nhớ đến các anh hùng và đến dâng hương để tưởng niệm, cầu lộc cầu tài và mong cho quốc thái dân an. Vâng, cảm ơn em. Thank you.
Đây chính là đình Tào Hán đây. Nếu như bạn nào chưa biết. Ờ, buôn lần xong kìa. Xong rồi chú ạ. À thế à? Mình thấy rất nhiều người vào thắp hương. Hát then để
câu hát.